đạo đó sẽ là những gì gia đình trong tương lai, cũng là không quên chúc gia đình vẫn sang thì luôn luôn hạnh phúc và nhiều tiếng cười nha. Dạ, và để cho không khí thêm phần sôi động thì xin được mời tất cả mọi người vô cái thể những lời chúc mừng tốt đẹp nhất có được không ạ? Dạ, em chuẩn bị.